Ông Đỗ Văn Hợp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Và ông Ngô Mai Thịnh, đại diện Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Và tôi, Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Chương trình họp báo của chúng ta ngày hôm nay bao gồm các hoạt động như sau. Trước hết, ông Trần Duyên Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia sẽ trình bày diễn biến vụ việc cho đến nay. Tiếp đó, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam sẽ trình bày rõ hơn cho quý vị biết những diễn biến trên thực địa. Chúng tôi cũng sẽ để đến các quý vị và các bạn những hình ảnh thực tế trên thực địa về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 cũng như các hành vi cản trở lực lượng chức năng Việt Nam bảo vệ chủ quyền của đất nước. Tiếp đó, ông Vương Anh Thịnh, đại diện Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ cung cấp thông tin thêm cho quý vị. Sau đó là phần hỏi đáp và các vị chủ tọa ở đây sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu chương trình họp báo ngày hôm nay. Và đầu tiên, tôi xin kính mời ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia sẽ trình bày với quý vị.